Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, vậy thì vậy là hồi nãy là chiếc máy kéo này bị lầy các bạn, cho nên là chiếc máy cắt quay trở lại để giải cứu. Đó, rồi bây giờ thì mình thấy chiếc máy kéo đã chạy ra nè các bạn. Trời ơi, các bạn thấy nước chưa? Kìa, lội con cá đã bắn nước kìa. Tại vì cua co à. Ồ. Hải hôn các bạn. Nước lên láng luôn nha. Còn chiếc máy cắt thì đang chạy ở đằng sau. Bao la luôn. Làm nhớ ngoài đó nó hơi gò hơn đó nha các bạn. Một hồi xích vô đây nè các bạn thấy nước còn sâu dữ nữa. Làm như là mấy anh em đi xử cù chỉ còn có một miếng một thôi à. Cái này chắc hình như cũng xong rồi đó. À, đang bắn vô kìa. Quá trời. Lẻ đẻ nước. Cái này cũng do cơn bão đó nha các bạn, chứ thật sự thường ngày nó cũng không có nước cỡ này. Bão đó mà nước cứ rút không kịp. Nước có thể càng ngày càng lên thêm. Xa lắm nha các bạn. Chạy tầm này thì khoảng cây ngoài số luôn. Bao phê. Nói chung bánh là nước là coi như là ngập bánh hết. Chiếc máy cắt thì đang bò ở sau theo các bạn. Máy cắt thì chạy tốc độ không có lẽ hơn máy kéo đâu các bạn, bởi cho nên đi sau. Vô đây rồi các bạn coi nè. Có nó mênh mông nước vậy nè. Hết hồn chưa? Xa lắm. Xịt nước xuống sâu sâu là cuốn dây nên sực nước đó, vô đây bắt đầu mới sâu dữ nè. Cái gì rồi? Đó, bắn nước kìa.
hết hồn lớn. Ây cha, rồi các bạn tiếp tục bắt đầu các bạn xem chiếc máy cắt hơn sao đang chạy theo. Rồi biết bao xa luôn không? Hết hồn lớn luôn. Cái này thì cái như ngập lúc bánh hết nha các bạn, lé đé mầm hết. Này mà lên dốc xuống dốc cái thì nước vô hàm hết trơn luôn nha các bạn. Cái kìa, đó, còn cái gì nữa đâu. Trời trời, hết hồn nước thiệt. Còn này các bạn thấy cái máy à, liêu viêu luôn. Cái này còn hơn là cái lỗi sông nữa nha các bạn. Mấy cắt bây giờ còn hơn lỗi sông nữa nè. Liêu viêu nước. Nước nhất là nước chưa hàm, nước nhất là nước rào. Đúng là né né giờ 70 các bạn. Chà. Rồi chắc là đắng xuống bà luôn các bạn. Hết hồn chưa? Nó lên phà chỗ đằng này, đó, anh em xuống phà đằng này mà không biết có xuống hay không, chắc có thể ra anh em đậu đây đúng không ạ? Thấy mấy kéo vô đậu rồi nè, không biết có xuống hay không nha. Tại bữa nay cũng mưa rồi đó, chắc không có chuyển máy đi đâu rồi. Vậy là anh em vô đây, rồi đậu đây các bạn. Quá trời luôn chưa? Đây các bạn, xa thăm thẳm luôn. Tuốt ở trong cột đèn trong đây đó các bạn. Đó mà anh em chuyển ra nè. Đó, dữ lắm xa nha. Cây ngoài số luôn.